video sau để quý vị và các bạn cùng thưởng thức ván cờ vô cùng hay, vô cùng hấp dẫn và đầy sự kịch tính đến từ số 1 cờ tướng thế giới ngoại tinh Lai Khách, chiến thần Vương Thiên Nhất đối đầu với đối thủ là danh thủ Phan Trấn Ba. Trận đấu là trận cờ được diễn ra tại giải giáp cấp liên tái 2012, với bên đỏ đi tiên là chiến thần Vương Thiên Nhất. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Đến đây trước thế công Vương Thiên Nhất, cùng với thế cờ quá khó đi nên kỳ thủ Phan Trấn Ba đã buông cờ xin thua vì biết rằng có cố gắng cũng chỉ làm nổi đau thêm dài mà thôi.